Hello, xin chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Sáng hôm nay thì Sơn không có quay được clip, thì mới đi làm về luôn. Đi làm về khoảng 30 phút thì cũng vừa mới ăn cơm xong luôn mọi người. Mọi người xem Sơn đang ở cái chỗ mà Sơn hay quay clip cho mọi người xem ấy. Cái chỗ này thì hay nhóm bếp củi để mà nướng đồ để mà quay clip cho mọi người xem. Thì từ trước đến giờ thì mọi người có xem clip của Sơn thì cũng thấy là làm các cái món nướng ấy, hay các cái món chiên thì Sơn đều dùng bếp củi này. Và dùng bếp củi thì Sơn hay dùng một cái vỉ tre đúng không? Cái vỉ bằng tre này thì làm thì cứ 2-3 hôm lại hỏng một cái mọi người. Thì khi mà nướng kiểu này á thì phải đan vỉ tre rất là mất công luôn. Cho nên là hôm nay thì Sơn có một cái món đồ bí mật mọi người. Một lát nữa Sơn sẽ quay cho mọi người xem nha. Cái món đồ bí mật này á thì một lát nữa mình sẽ cùng nhau mình chế tạo thành một cái bếp nướng này. Thì làm cái bếp nướng này thì Sơn sẽ đỡ mất công đi làm vỉ tre mọi người. Thì sau này làm món nướng thì nó sẽ đỡ mất công hơn. Còn bây giờ thì cái chỗ này này thì nó hơi khá là bừa bộn một tí á, thì mình cùng nhau mình dọn dẹp lại một tí nha. Rồi cùng nhau mình đi chế tạo một cái bếp nướng. Còn những ai mà yêu thích cái video này của Sơn thì cho Sơn xin một like và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì mọi người theo chân Sơn đi. Dọn cái chỗ này nó cũng khá là sạch luôn rồi mọi người. Và đây là cái món đồ bí mật của Sơn này mọi người. Mọi người xem này. Cái này là cái chum đựng lúa hồi xưa của bố mẹ Sơn đấy mọi người. Nhưng mà bây giờ thì bố mẹ Sơn không có dùng đến nơi nữa. Cho nên là Sơn định tính lấy cái này thì mình chế tạo thành một cái bếp nướng nha mọi người. Bên trong của nó thì nó cũng lâu ngày không sử dụng thì nó khá là bẩn luôn mọi người. Đây này. Một lát nữa mình sẽ đi cỏ rửa sạch nha. Đây, cái này thì Sơn nghe bố mẹ nói là từ rất là lâu rồi, từ khi bố mẹ bắt đầu lấy nhau thì là bố mẹ được ông bà cho lại cái này này mọi người. Cho nên là tuổi đời của nó thì chắc chắn là hơn tuổi đời của Sơn luôn. Sơn định tính là với một ít gạch ở đây thì mình sẽ kê cái số gạch này lên rồi mình bắt cái chum bài này lên này mọi người. Xong đó mình sẽ ở dưới thì mình sẽ để một chỗ trống để mình đốt lửa ở dưới nha. Khi mà mình nướng thì lửa sẽ đốt ở dưới cái chum này và đồ ăn thì mình sẽ bỏ ở trong này mình nướng nha. Bây giờ thì cùng nhau mình đi đánh cái này cho nó sạch đi rồi mình cùng tiến hành mình làm nha. Hôm nay thì chắc chắn là sẽ không có món gì đâu mọi người. Hôm nay thì là chỉ đơn giản là một cái clip Sơn chế tạo cái bếp nướng thôi mọi người. Bởi vì làm thì chưa chắc là xong kịp được ấy để mà có thể nướng đồ ăn được. Cho nên là hôm nay thì Sơn chỉ dám làm clip là làm cái bếp nướng thôi. Còn đồ ăn thì chắc là hẳn hẹn mọi người clip sau nha. Chum nước này thì Sơn cũng vừa mới rửa sạch rồi nha mọi người. Bên trong đánh thì nó rất là sạch luôn rồi mọi người. Nó chẳng qua nó lâu ngày không sử dụng thì nhìn nó có vẻ bẩn bẩn thế thôi, nhưng thật ra cái này thì nó khó. Nó rất là sạch luôn nha. Bây giờ thì mình rửa sạch rồi thì mình cùng chuyển lại ra sau kia rồi mình cùng bắt đầu cái quá trình mình làm bếp nướng nha. Cái bếp nướng làm thì Sơn làm đơn giản thôi mọi người. Sơn kê một vài viên gạch lên, xong đó mình sẽ đặt nằm cái này xuống mọi người. Khi nào mình nướng thì mình sẽ cho đồ ăn vào đây này rồi bắt đầu mình nướng nha. Thank you.
của Sơn này. Ở bên trong này thì nó rất là sạch rồi nha. Ở phía dưới kia thì nó còn nứt một số đường nhưng mà không sao đâu mọi người. Đây là cái vị mà Sơn tự chế luôn này. Khi mà mình nướng thì mình sẽ bỏ thức ăn lên đây nha. Bỏ lên đây thì nó sẽ rất là nóng luôn mọi người. Cái này thì lâu lâu thì chắc là nó cũng sẽ hỏng, nhưng mà nó sẽ không hỏng nhanh bằng cái vị tre kia mình nướng bếp củi đâu mọi người. Còn phía dưới này thì là chỗ để mình nhóm lửa này. Khi mình nhóm lửa dưới này á, thì trên này nó sẽ nóng và thức ăn nó sẽ chín từ từ nha. Mọi người xem này, thấy chưa? Bây giờ thì Sơn sẽ làm một cái lễ đốt lửa nha. Mình sẽ đốt lửa ở đây xem cái bếp của Sơn nó hoạt động như nào nha. Còn hôm nay thì thật sự là chưa có gì để nướng nên là mọi người thông cảm cho Sơn nha. Làm một cái đốt lửa xem cái bếp nó hoạt động như nào thôi. Rồi Sơn cũng xin phép kết thúc video tại đây thôi mọi người. Những ai mà yêu thích video của Sơn á, thì cho Sơn xin một nút like với lại một đăng ký kênh ủng hộ cho Sơn nha. Bây giờ thì Sơn sẽ đi nhóm củi ở này rồi mình làm cái lễ đốt lửa vào bếp này nha.